Xin chào các bạn, chuyên mục câu chuyện vĩ nhân lại đến với các bạn đây. Có rất nhiều câu chuyện hay và bổ ích đã được kể, các bạn có thể tìm lại để nghe nhé. Những câu chuyện ấy được trích trong bộ truyện tranh Chiêu Hạc cùng Vĩ Nhân. Mọi người đã gửi phản hồi rất tốt về những câu chuyện này. Vậy chúng ta cùng theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay là gì nhé. Năm loại không cát tường. Lỗ Ai Công là một vị vua nước Lỗ vào thời trước Công Nguyên. Một hôm ông đến hỏi Khổng Tử: "Quả nhân có nghe nói xây thêm phòng ở phía đông thì không cát tường, điều này có đúng không?" Khổng Tử trả lời rằng: "Có 5 loại việc không cát tường. 1. Hại người để lợi mình là không cát tường. 2. Bỏ rơi người già chỉ quan tâm đến trẻ nhỏ là gia đình không cát tường. 3. Vứt bỏ người hiền minh trọng dụng kẻ vô đạo đức là quốc gia không cát tường. 4. Người già có trí huệ không muốn dạy dỗ, còn người trẻ lại không ham học là phong tục không cát tường. 5. Người có tài đức rút lui, kẻ ngu muội không có trí huệ và đức độ lại nắm quyền, chính là thiên hạ không cát tường. Việc không cát tường có 5 loại này, nhưng mở thêm phòng ở phía đông không nằm trong số đó." Qua câu chuyện trên, chúng ta rút ra được bài học rằng đạo đức là gốc của sự may mắn và tốt lành. Mọi sự thay đổi, tu dưỡng bên ngoài mà không phải đạo đức chỉ là ngọn, không có giá trị dài lâu. Người có trí thức như vua vẫn còn mê tín vì không biết đâu là đúng sai. Chỉ có bậc trí tuệ như Khổng Tử thì mới rõ chân tướng sự việc. Vậy việc nên làm là trau dồi hiểu biết. Nhìn sâu vào nhân quả của câu chuyện, chúng ta thấy được gì nào? Vì lợi ích riêng mà hại người khác thì pháp luật trừng trị dễ bị người hại. Không trọng nhân tài thì nhiều người gian trá. Xã hội suy yếu, bất ổn. Giấu giếm tri thức mai một dần, không ai kính trọng. Lười biếng học hỏi tri thức thì kém hiểu biết, đất nước tụt hậu. Chúng ta cùng ôn lại câu chuyện qua các câu hỏi tư duy sau đây nhé. 1. Những dấu hiệu biểu hiện của người mê tín. Hai, bạn hãy kể những việc mê tín dị đoan trong đời sống. Vì sao nó là mê tín dị đoan? Ba, theo bạn, sự khác nhau giữa trí thức và trí tuệ là gì? 4. Các bạn thấy câu chuyện của ngày hôm nay như thế nào? Nếu bạn thấy bản thân nhận được điều gì bổ ích từ những câu chuyện này thì hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận phía dưới nha. Nào, hãy cùng chúng mình lan tỏa bộ truyện tranh Gieo Hạt Cùng Vĩ Nhân để nhiều trẻ em trên khắp đất nước Việt Nam đều có sách hay và bổ ích để đọc các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện tiếp theo.